Quý vị và các bạn đang theo dõi những tin tức cập nhật mới nhất về tình hình căng thẳng tại Ukraine. Sau đây là phần tin chi tiết. Ngày thứ 48 chiến sự Ukraine, Nga nói đàm phán với Ukraine bế tắc. Tổng thống Putin cho biết các cuộc đàm phán hòa bình với Ukraine đã đi vào ngõ cụt, đồng thời khẳng định sẽ đạt mục tiêu trong chiến dịch quân sự. Phát biểu tại cuộc họp báo trực tuyến sau cuộc gặp với người đồng cấp Belarus Alexander Lukashenko ngày hôm nay, Tổng thống Vladimir Putin cho biết sự không nhất quán của Ukraine trong các cuộc đàm phán hòa bình với Nga đang cản trở tiến trình hướng tới thỏa thuận cuối cùng. Chiều tới qua, phái đoàn Ukraine lại thay đổi điều gì đó. Sự không nhất quán với các điểm cơ bản như vậy sẽ tạo ra những khó khăn nhất định trong nỗ lực đạt thỏa thuận, ông nói. Theo ông Putin, phía Ukraine đã đi trạch hướng khỏi những cam kết đã đưa ra trong vòng đàm phán trực tiếp tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ hồi cuối tháng 3. Chúng tôi một lần nữa quay lại với tình trạng rơi vào ngõ cụt, Tổng thống Nga nói. Ông chủ điện Kremlin khẳng định chiến dịch quân sự vẫn sẽ tiếp tục để hoàn thành đầy đủ các mục tiêu đã đề ra cũng như nhằm giảm thiểu tổn thất với lực lượng Nga. Chúng tôi sẽ hành động nhịp nhàng, bình tĩnh theo kế hoạch mà Bộ Tổng tham mưu vạch ra từ đầu, ông nói. Nhà lãnh đạo Nga tuyên bố cuộc đụng độ với các thế lực chống Nga ở Ukraine là không thể tránh khỏi và Moscow buộc phải mở chiến dịch quân sự ở nước này. Ông nhấn mạnh các mục tiêu của Nga tại Ukraine là rõ ràng và cao cả vì Moscow đang bảo vệ những người nói tiếng Nga ở miền Đông và bảo vệ chính an ninh của Nga. Khi được hỏi liệu chiến dịch của Moscow tới Ukraine có đạt được mục tiêu hay không, ông khẳng định điều đó hoàn toàn có thể, đồng thời cho rằng các biện pháp trừng phạt của phương Tây không thể cô lập Nga. Bình luận về tuyên bố này của Putin, Mikhail Bolyak, cố vấn tổng thống Ukraine cho hay các cuộc đàm phán vẫn đang diễn ra ở cấp chuyên viên dù rất khó khăn. Phía Nga sử dụng chiến thuật truyền thống là gây áp lực dư luận đối với quá trình đàm phán bằng cả một số tuyên bố công khai, Bolyak nói. Các cuộc đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine được bắt đầu khi xung đột quân sự nổ ra, nhưng đến nay chưa mang lại kết quả cụ thể nào. Trong khi đó, tại nhiều khu vực ở Ukraine, giao tranh vẫn diễn ra ác liệt. Tướng Igor Konashenkov, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga, hôm nay tuyên bố hơn 90 binh sĩ Ukraine mở đường máu khỏi thành phố Mariupol, phía nam Ukraine, nhưng bị chặn đứng. Trong khi đó, lực lượng lính thủy đánh bộ Ukraine tại Mariupol tuyên bố sẽ cầm cự đến cùng, dù bị lực lượng Nga bao vây và nguồn cung thực phẩm và trang thiết bị bị cạn kiệt. Lãnh đạo cơ quan quân sự vùng Donetsk hôm nay cho biết, tình hình ở Mariupol rất khó khăn, với khoảng 100.000 dân thường vẫn mắc kẹt trong thành phố. Dẫn được tính sơ bộ rằng có khoảng 20 đến 22 000 đã ngã xuống kể từ khi Mariupol bị bao vây. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trước đó cũng đã nói rằng hàng chục nghìn người đã không qua khỏi tại Mariupol, nhưng không đưa ra số liệu cụ thể. Quân đội Nga trong ngày 12 tháng 4 cũng tiến hành tập kích bằng khí tài có độ chính xác cao, hạ gục một kho quân khí và một nhà chứa máy bay tại sân bay Staro ở vùng Khmelnytsky phía tây Ukraine cùng một kho quân khí ở khu vực thủ đô Kiev theo phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Nga. Lực lượng không quân Nga đã tấn công 32 mục tiêu quân sự của Ukraine trong đêm qua. Trước đó cùng ngày, ông Konashenkov cho biết Nga đã lần thứ ba khai hỏa tên lửa siêu vật âm Kinzhan, hạ gục sở chỉ huy ngầm được bảo vệ kiên cố của một đơn vị quân đội Ukraine ở gần làng Strasovya tại vùng Donbass. Sau hơn một tháng rưỡi mở chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, Nga rút quân khỏi khu vực quanh thủ đô Kiev và thành phố Chernihiv để tập trung vào vùng Donbass miền đông Ukraine. Video chia sẻ trên mạng xã cho thấy đoàn phương tiện quân sự của Nga đang di chuyển về phía khu vực Donbass. Lầu Năm Góc nói rằng Nga đang tăng cường lực lượng quanh khu vực này, đặc biệt gần Izum, song chưa mở chiến dịch tại miền đông Ukraine. Phó Thủ tướng Ukraine Irina Vedechuk cho hay gần 3.000 người đã được rời đi khỏi khu vực bị ảnh hưởng bởi xung đột ở miền đông và miền nam nước này. Tổng thống Nga Putin đến vùng Viễn Đông gặp Tổng thống Belarus Tổng thống Vladimir Putin đã lên máy bay tới vùng Amur, Viễn Đông Nga để gặp Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko. Theo Reuters, hai nhà lãnh đạo đã cùng thăm sân bay vũ trụ Vostokny để kỷ niệm Ngày Vũ trụ Nga, ngày Nga phóng phi thuyền có người lái đầu tiên đưa nhà du hành vũ trụ Yuri Gagarin bay vào không gian 12 tháng 4 năm 1961. Tại đây, Tổng thống Nga Putin giao nhiệm vụ cho cơ quan vũ trụ Nga Roscosmos tổ chức một chuyến bay vào vũ trụ bằng phi thuyền Nga cho các đại diện của Belarus. Tôi tin tưởng rằng đây sẽ là một cột mốc mới trong sự hợp tác giữa hai nước ở lĩnh vực khám phá không gian, ông Putin nói. Cũng trong bài phát biểu trước các nhân viên sân bay Vostokny, Tổng thống Nga Putin cho biết ông không nghi ngờ gì về việc quân đội nước này sẽ đạt được mục tiêu bảo vệ Donbass. Điều ấy chắc chắn sẽ xảy ra, không nghi ngờ gì cả, mục tiêu đó rất rõ ràng và cao cả, ông Putin nhấn mạnh. Mục tiêu chính là giúp đỡ Donbass và người dân ở đây, chúng tôi phải làm điều đó vì chính quyền Kiev với sự khuyến khích của phương Tây đã từ chối tuân thủ thỏa thuận Minsk. Ông Putin nhắc nhở rằng Tổng thống Ukraina Vladimir Zelensky từng tuyên bố Kiev không thích bất kỳ điều khoản nào của thỏa thuận Minsk, trong khi các quan chức khác nói rằng việc thực hiện các thỏa thuận Minsk là không thể. Họ đã bác bỏ thỏa thuận này một cách công khai, vì vậy chúng tôi không thể tiếp tục dùng thứ cho những gì đã kéo dài suốt 8 năm nay. Sau chuyến thăm sân bay Vostokny, Tổng thống Putin cùng ông Lukashenko sẽ hội đàm và tổ chức một cuộc họp báo chung. Cuộc hội đàm dự kiến sẽ tập trung vào vấn đề Ukraine, hội nhập Nga-Belarus và phản ứng của hai nước với các lệnh trừng phạt của phương Tây. Cùng ngày tại Blagovetsk, Tổng thống Nga Putin sẽ làm việc với Tổng giám đốc Roskosmos Dmitry Rogozin và Thống đốc vùng Amur Vasily Olov. Trước đó, Tổng thống Putin từ nhiều lần đến thăm sân bay vũ trụ Vostokny, lần gần đây nhất là vào tháng 9 năm ngoái, khi ông trên đường trở về từ diễn đàn kinh tế phương Đông. Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo đánh thép với phương Tây Ngày 12 tháng 4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã cảnh báo nỗ lực cô lập Nga của phương Tây sẽ thất bại. Reuters cho biết nhân dịp kỷ niệm 61 năm ngày phi hành gia Yuri Gagarin của Liên Xô, người đầu tiên trong lịch sử nhân loại bay vào không gian, Tổng thống Putin đã đến thăm sân bay vũ trụ vostochny Kosmodom ở vùng Viễn Đông Nga, cách thủ đô Moscow khoảng 5.550 km về phía đông. Ông chủ điện Kremlin nhấn mạnh dù phương Tây đã áp đặt biện pháp trừng phạt cứng rắn và cô lập Nga, nhưng không thể thay đổi sự thật Liên Xô vẫn là nước đầu tiên khám phá không gian. Chúng tôi không có ý định để bị cô lập, không thể cô lập bất cứ ai trong thế giới hiện đại, đặc biệt là một đất nước rộng lớn như Nga, Tổng thống Putin nói. Ngoài sự kiện phi hành gia Gagarin, Nga còn có một thành tựu khác là phóng Sputnik 1, vệ tinh nhân tạo đầu tiên từ trái đất hồi năm 1957. Điều này được cho là đã thúc đẩy Mỹ thành lập cơ quan hàng không vũ trụ NASA nhằm bắt kịp Nga về lĩnh vực không gian. Trong chuyến thăm Vostony, Kosmodom, Tổng thống Putin cho rằng chiến dịch quân sự đặc biệt mà Nga phát động tại Ukraine từ ngày 24 tháng 2 là cần thiết bởi vì Mỹ đang sử dụng Ukraine để đe dọa Nga. Vì vậy, Moscow cần bảo vệ những người dân nói tiếng Nga ở Ukraine không có lý do gì để nghi ngờ việc nga sẽ đạt được tất cả các mục tiêu của mình ở ukraine đây là cuộc xung đột không thể tránh khỏi và cần thiết để bảo vệ nga trong dài hạn rõ ràng là chúng tôi đã không có sự lựa chọn đó là quyết định đúng đắn bằng cách đạt được các mục tiêu trong chiến dịch quân sự đặc biệt nga đã giúp đỡ người dân donbass miền đông ukraine và thực hiện các biện pháp đảm bảo an ninh của chính nước nga tổng thống putin lưu ý nhà lãnh đạo nga cũng ca ngợi sự can đảm tính chuyên nghiệp và đạt hiệu quả của quân đội nga khi chiến đấu tại ukraine ông cho biết quân đội nga đang sử dụng những vũ khí hiện đại nhất với các tính năng độc đáo trong cuộc chiến này. Nga hạn chế tác động của lệnh trừng phạt theo thống đốc ngân hàng nga Evira Nabulina, nga đã có đủ đồng nhân dân tệ và vàng dự trữ để hạn chế tác động của lệnh trừng phạt từ phương tây ngay cả khi bị đóng băng hơn một nửa trữ lượng đồng USD và các loại tiền tệ khác. Dự trữ USD của Nga đã giảm từ 21,2% một năm trước đó xuống còn 10,9% vào ngày 1 tháng 1 năm nay, trong khi dự trữ đồng euro tăng từ 29,2% lên 33,9%, đồng nhân dân tệ tăng từ 12,8% lên 17,1% và vàng thì giữ ổn định ở mức 21,5%. Nga tuyên bố hạ 50 lính Ukraine mở đường máu khỏi Mariupol. Bộ Quốc phòng Nga cho biết hơn 90 binh sĩ Ukraine mở đường máu khỏi thành phố Mariupol nhưng bị chặn đứng. 50 người đã không qua khỏi, số còn lại đầu hàng. Số binh sĩ Ukraine này tìm cách dùng xe bọc thép chiến đấu để thoát khỏi nhà máy thép Ilyich ở Mariupol và rời thành phố theo hướng Bắc trong đêm. Tuy nhiên, kế hoạch mở đường máu đã bị chặn dưới hỏa lực không kích và pháo kích. Tướng Igor Konashenkov, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga, nói trong cuộc họp báo tại Moscow hôm nay. Ông Konashenkov nói ba xe tăng, 5 xe bọc thép và 7 ô tô của Ukraine đã bị phá hủy trong cuộc giao tranh, với khoảng 50 binh sĩ của đối phương đã không qua khỏi. Số còn lại gồm 42 binh lính buông súng đầu hàng. Quân đội Nga cũng đã tiến hành tập kích bằng vũ khí có độ chính xác cao, phá hủy một kho đạn và một nhà máy chứa máy bay tại sân bay Starovskol Satelinovo ở vùng Khmelnytsky ở phía tây Ukraine cùng một số kho đạn ở khu vực thủ đô Kiev, theo phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga. Ông Konashenkov cho biết lực lượng không quân Nga đã tấn công 32 mục tiêu quân sự của Ukraine trong đêm qua. Trong đó có một hệ thống phòng không Buk M1, một radar, một hệ thống chiếu xạ radar của tên lửa phòng không S-300, 18 khu vực tập trung thiết bị quân sự, hai máy bay không người lái UAV. Ukraine đã bị các hệ thống phòng không bắn gần Berdyanko và Melitopol. Kể từ khi chiến dịch quân sự đặc biệt bắt đầu, 130 máy bay, 99 trực thăng, 244 hệ thống phòng không, 443 máy bay không người lái, 2.139 xe tăng và nhiều phương tiện chiến đấu bọc thép khác, 241 bệ phóng tên lửa, 917 pháo và súng cối, cùng 2046 phương tiện quân sự đã bị phá hủy, ông nói. Quân đội Ukraine chưa bình luận về thông tin này. Trong một tuyên bố riêng, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói hàng nghìn người đã không qua khỏi ở Mariupol. Phát biểu trực tuyến trước Quốc hội Hàn Quốc, ông Zelensky đề nghị được cung cấp vũ khí và thiết bị quân sự, đồng thời cảnh báo rằng Nga có thể tiến hành một chiến dịch quân sự quy mô lớn trong tuần này. Trong khi đó, Nga cho biết Kiev đang chuẩn bị cho một cuộc phản công từ ngày 18 tháng 4 đến ngày 22 tháng 4. Phát biểu trong họp báo trực tuyến sau cuộc gặp với người đồng cấp Belarus Alexander Lukashenko hôm nay, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Nga sẽ tiếp tục tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraine nhằm hoàn thành các mục tiêu đã đặt ra và giảm thiểu tổn thất. Chúng tôi sẽ hành động một cách bình tĩnh, nhịp nhàng theo kế hoạch đã được Bộ Tổng tham mưu đề ra, ông Putin nhấn mạnh. Khi được hỏi về thông tin hàng trăm thi thể đã được phát hiện ở thị trấn Bucha, ngoại ô Kiev, Tổng thống Putin cho rằng đây là thông tin giả, tương tự cáo buộc mà phương Tây từng đưa ra về việc chính quyền Tổng thống Syria Bashar al-Assad sử dụng vũ khí hóa học. Ông cũng tiết lộ rằng sự không nhất quán của Ukraine trong các cuộc đàm phán hòa bình đã khiến quá trình này tiến triển chậm chạp. Tối qua, họ lại thay đổi thứ gì đó, sự thiếu nhất quán trong những điểm cốt yếu gây khó khăn nhất định cho quá trình hướng tới thỏa thuận cuối cùng, Tổng thống Nga nói. Ông thêm rằng trước khi đạt được thỏa thuận, Nga sẽ tiếp tục tiến hành chiến dịch quân sự cho đến khi mọi nhiệm vụ hoàn thành. Liên Hợp Quốc cho rằng ít nhất 1.842 người dân đã không qua khỏi và 2.493 người bị thương ở Ukraine kể từ khi chiến dịch quân sự của Nga bắt đầu hôm 24 tháng 2, nhưng cảnh báo con số thực tế còn có thể cao hơn. Khoảng 4,6 triệu người đã sơ tán sang nước khác và hàng triệu người phải rời bỏ nhà cửa ở Ukraine. Mỹ sắp bổ nhiệm tướng mới lãnh đạo quân NATO ở châu Âu. Giới chức Mỹ cho biết một vị tướng hàng đầu của quân đội Mỹ ở châu Âu dự kiến được bổ nhiệm để lãnh đạo tất cả lực lượng của Washington và đồng minh NATO trên lục địa này. Động thái này đánh dấu sự thay đổi lớn nhất đối với vai trò lãnh đạo quân sự của tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO kể từ khi Nga tấn công Ukraine. Tướng Christopher Cavoli Tư lệnh của lực quân Mỹ tại châu Âu, dự kiến đứng đầu bộ chỉ huy châu Âu của quân đội Mỹ, đây là cơ quan phụ trách tất cả hoạt động quân sự của Washington trên khắp châu lục. Ông đồng thời sẽ là tư lệnh tối cao của lực lượng đồng minh NATO tại châu Âu. Bên cạnh đó, giới chức Mỹ cũng tiết lộ, lâu năm góc dự kiến cử một vị tướng mới để lãnh đạo lực lượng tác chiến đặc biệt. Cả hai sẽ thay thế các chỉ huy dự kiến nghỉ hưu trong năm nay. Các đề cử này được đưa ra trong bối cảnh quân đội Mỹ có sự thay đổi cả về trọng tâm địa lý và loại hình chiến đấu mà họ dự kiến tham gia. Sau khoảng 20 năm chống lại các cuộc nổi dậy ở Iraq và Afghanistan, Lầu Năm Cóc đã chuyển trọng tâm sang các mối đe dọa quân sự truyền thống hơn như Trung Quốc. Tướng Cavalli sẽ thay thế tướng Todd Walter vào mùa hè này vừa dự kiến phục vụ trong 3 năm. Ông Cavalli nói được tiếng Nga, Italy và tiếng Pháp. Trong khi đó, Trung tướng lục quân Brian Fenton dự kiến lãnh đạo Bộ Chỉ huy tác chiến đặc biệt của Mỹ, cơ quan giám sát các chiến dịch đặc biệt trên khắp thế giới. Nhiệm kỳ dự kiến của tướng Fenton bắt đầu vào mùa hè này. Gần một năm sau khi Mỹ kết thúc cuộc chiến kéo dài 20 năm ở Afghanistan, tướng Fenton đã giữ các vai trò lãnh đạo ở châu Âu, châu Phi và Trung Đông. Ông cũng từng là phó chỉ huy của Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Mỹ. Sau khi được Nhà Trắng chính thức đề cử, tướng Cavalli và Fenton phải được Thượng viện xác nhận.